Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào toàn thể hội thánh. Amen. Chúng ta sẵn sàng để nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta mở Kinh Thánh Giăng cơ. Tôi xin đọc bài thánh này. Phước cho người chịu đựng thử thách vì sao cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài. Người đang bị cám dỗ đừng nên nói sự cám dỗ này đến từ Chúa, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ, dục vọng thay ngán sinh ra tội lỗi đầy trọn sinh ra sự chết. Anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối. Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đến từ trên cao và đó, và do Cha sáng láng ban xuống, Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng của sự biến thiên nào nơi Ngài. Chính Ngài đã sinh ra chúng ta bởi lời chân thật đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nguyện Thánh Linh của Chúa sức giàu. Nguyện Thánh Linh của Chúa ban phát lời của Ngài. Và chính đời sống của con cũng như là hội thánh của Chúa sẽ nhận được lời sự sống từ lời Chúa. Chúng con nhân thì giờ này trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Là chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì qua Chúa cứu thế Giêsu chúng ta hoàn toàn được tự do. Amen. Amen. À, chúng ta được tự do ra khỏi tội lỗi, ra khỏi ma quỷ, ra khỏi sự áp bức, ra khỏi sự mù lòa thuộc linh, ra khỏi tất cả nợ nần trói buộc trên đời sống của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn được tự do. Amen. 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 Chúa Giêsu đến Ngài làm điều đó. Chúa Giêsu đã làm rồi trên thập tự giá, và Ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn. Có nghĩa là Ngài giải phóng chúng ta một cách hoàn toàn, đem sự tự do cho chúng ta. Và Chúa cũng biết được ma quỷ luôn luôn rình mò đời sống của chúng ta, và nó có thể kéo chúng ta trở lại với sự nô lệ của nó. Nên chúng ta cần phải biết và tránh những cái cạm bẫy mà ma quỷ có thể gài trên bước đường sống theo Chúa của đời sống chúng ta. Amen. Amen. Những cạm bẫy cần nhớ là những cạm bẫy cần tránh xa thì chúng ta cần phải tránh, bởi vì Chúa biết đời sống của chúng ta yếu kém như thế nào, và Chúa nhắc nhở dạy dỗ để chúng ta có thể bước theo cái sự dạy dỗ của Chúa mà chúng ta thoát khỏi những cạm bẫy. Amen. À, tôi muốn nói trong buổi sáng hôm nay đó là bốn cái cạm bẫy thôi. Là bốn cái chữ T đó. Thứ nhất là tiền, thứ hai là tình, thứ ba là tiếng, và thứ tư là tử. Đây là bốn điều mà chúng ta cần tránh để chúng ta không trở lại với sự nô lệ của Satan nữa, không trở lại với tội lỗi nữa, hầu cho chúng ta luôn luôn sống trong sự tự do. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đời sống của chúng ta không thể thiếu tiền. Mà không có tiền thì chúng ta không có thể có đồ ăn, đồ uống hay là bất cứ điều gì. Và dân tộc nào, đất nước nào cần phải có tiền để mà có thể trao đổi với nhau và đáp ứng những cái nhu cầu theo tài chính của chúng ta có, thì chúng ta sẽ được đáp ứng những cái nhu cầu trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là tiền nó có một vị vô cùng quan trọng mà Chúa Giêsu đã tuyên bố rồi. Có nghĩa là các ngươi chớ làm tôi hai chủ, mà thờ Đức Chúa Trời và cũng thờ ma môn nữa.
ta không thể có hai chủ được. Mà nếu hai chủ thì yêu chủ này lại ghét chủ kia. Cái gì đó mà nó sẽ làm cho chúng ta chú tâm vào hơn thì dễ dàng thì chúng ta có thể yêu điều đó hơn. Mammon là vấn đề mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ, và Chúa Giêsu cũng đưa Mammon lên ngang hàng với Chúa, phải không ạ? Có nghĩa là một là thờ Đức Chúa Trời, hai là Mammon. Phía bên này là Đức Chúa Trời, phía bên này là Mammon. Bởi vậy thì Mammon là một chủ thể, một vị quý vương rất là quyền lực, không đơn giản chút nào. Mà chúng ta không coi thường về tiền bạc. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là tiền bạc là chẳng là cái gì cả, nó vô tính, nhưng mà thật sự tiền bạc có một vị phía sau, đó là Mammon. Amen. Đó là Mammon, và nó khiến cho nhiều người phải chết vì tiền bạc, nhiều người sa ngã vì tiền bạc, nhiều người mất hết lương tâm vì tiền bạc, và nhiều người bỏ tất cả mọi sự mà theo tiền bạc. Chúng ta biết là người Pharisee thì chúng ta là người Pharisee tham tiền. Và Chúa cũng dạy cho chúng ta trong Ti-mô-thê thứ nhất là 6, đó là lòng tham tiền bạc, đó là cội rễ của mọi điều ác. Và bởi vì lòng tham tiền bạc, có nhiều người bỏ đức tin, có nhiều người sống một đời sống trị là, có nhiều người sống là nghịch lại cái thập tự giá của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chúng ta là trên hết mọi sự, và có Ngài là có thiên đàng, và có Ngài là có tất cả. Thì chúng ta phải chú tâm vào một Đức Chúa Trời của chúng ta, và chúng ta đeo theo Ngài thì chúng ta sẽ được phước đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có một điều mà chúng ta dễ dàng quên đi, bởi vì Ngài chúng ta không thấy, bạn bè không? Còn tiền thì chúng ta thấy. Chúng ta thấy túi tiền chúng ta hết, chúng ta thấy đồ ăn chúng ta thiếu kém, chúng ta thấy công việc làm của chúng ta ít tiền, và chúng ta chú tâm vào tiền vàng để rồi chúng ta có thể tìm kiếm tiền vàng. Nhiều người có thể tìm kiếm hôn nhân trong tiền vàng, tìm những người giàu có, tìm những người đại gia để mà tìm kiếm chồng, tìm kiếm vợ, tìm kiếm tiền bạc. Và đó là những động cơ sai lầm mà nhiều con người trong ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, rằng là tiền bạc nó làm cho tất cả những người trong thế gian này mê tham và đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có những người đó là tham tiền bạc. Chúng ta thấy được rằng là những người trong thế gian này họ giàu có một số thì họ khinh thường những người không có tiền, họ khinh thường những người nghèo khổ, và nhiều cuốn phim, nhiều cái câu chuyện ngắn nói về những người khinh thường những người nghèo khổ và nhận những cái hậu quả thật là đau đớn. Và chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà thế gian này người ta vẫn dạy dỗ, vẫn nhắc nhở rằng là đừng coi thường những người khác, đừng coi thường những người nghèo khổ, những người bệnh tật hay là những người không có tiền bạc. Và dạy những con người có tiền bạc cũng phải là những con người hạ mình xuống, là những người giúp đỡ những người khác, ban cho những người khác. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay thì được dạy dỗ rất nhiều về tiền bạc và cái cách sống của chúng ta giống Chúa Giêsu. Chúng ta có đồng tâm tình như Chúa Giêsu đã có, và chúng ta luôn luôn từ bỏ, chúng ta sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng hạ mình khiêm nhường và sẵn sàng theo mặc lệnh của Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết. Đó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Khi chúng ta có Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào thờ ma môn được nữa. Amen. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự, và chúng ta làm chủ trong tiền bạc, và chúng ta có thể xài tiền bạc chứ không để cho nó làm chủ đời sống chúng ta và lãnh đạo đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy những cái gương tham tiền bạc ở trong Kinh Thánh không? Có ai nhớ cái gương nào không? Ai ạ?
Giuđa. Giuđa. Ai nữa? Anani không? Anani Savira. Người giàu có, đó là trong thời Tân Ước. Tân Ước có rất là nhiều người vì ham tiền bạc mà bỏ qua cái sự cứu rỗi của mình. Vì ham tiền bạc mà phải chết. Đó phải không? Trong cái thời Tân Ước thì chúng ta nhớ ai? Lót phải không? Lót rất là tham lam. Chúng ta nhớ ông La Bàn không? Vì lòng tham tiền bạc mà cứ là dù là con rể của mình đó, cháu của mình đó vẫn lừa gạt rất như thường. Đọc phải không? Rồi Ba La Am vì tham tiền bạc, trong khi đó Đức Chúa Trời nói rằng là ngươi không được đi theo những cái quần thần của vua để mà rủa xả dân Israel. Rồi cái phái đoàn đấy thì ông nói rằng là dù vua có cho ta cả nửa nước đi nữa, ta cũng không thể nói sai lời của Đức Chúa Trời, không thể làm thế các ngươi được. Nhưng mà vua đem quà cáp nhiều hơn nữa đến thì làm cho ông lóa mắt, thì ông không được để ta cầu nguyện với Chúa lại xem sao. Và đó là cái lòng tham tiền bạc, và cuối cùng Ba La cũng phải bị giết, bị chết. Được nhắc nhở trong Thái Huyền về tinh thần của Ba La An. Chúng ta cũng nhớ là Gehazi vì tham tiền bạc mà bị phúc. Đúng không ạ? Một học trò đi theo thầy, nhưng mà cuối cùng là thầy thì rất là công chính, rất là thánh khiết, không có ham mát tiền bạc. Một tiên tri của Đức Chúa Trời không thể ham mát tiền bạc. Một tiên tri của Chúa mà ham mát tiền bạc thì đã bị mua chuộc rồi, phải không? Một người hầu vị Đức Chúa Trời như Elise là một người không ham mát tiền bạc. Còn Gehazi là học trò lại ham mát tiền bạc và bị phục. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta có thể ra khỏi cái bẫy về tiền bạc. Rất là nhiều người bị tiền bạc mà sa ngã, rất nhiều người bị tiền bạc mà chối bỏ đức tin, rất nhiều người bị tiền bạc mà mất đi danh dự, mất đi cái tiếng tăm của mình. Và đó là điều mà thật sự rất tệ. Và chúng ta tin rằng chúng ta có Chúa, chúng ta có tiền. Amen. Vì cha chúng ta rất là giàu có. Ngài nói rằng là Ngài cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có nghĩa là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta được cung cấp. Amen. Mà cái sự cung cấp của Chúa là cung cấp trong sự giàu có và vinh quang. Ngài cung cấp chúng ta trong năng quyền của Thánh Linh, chứ không phải là bình thường. Đó mà theo cái sự giàu có của Ngài, chứ không phải theo cái túi tiền của chúng ta. Dù chúng ta mơ có một điều rất là nhỏ, nhưng mà Chúa nói là Chúa sẽ làm vượt mất cái sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta. Amen. Tâm trí chúng ta hạn chế, tư tưởng chúng ta hạn chế, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta nhìn thấy và Ngài chu cấp cho chúng ta. Và chúng ta phải hiểu được Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, giàu có như thế nào. Cả vũ trụ này, cả trái đất này thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong Ngài đầy dẫy cái sự giàu có và thịnh vượng. Và chúng ta đã ra khỏi cái sự nô lệ của Satan, ra khỏi cái sự thiếu thốn, rủa xả, rồi nghèo khó, đủ mọi điều. Chúng ta đã được ra khỏi tội lỗi rồi và trở thành con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải là những người hưởng gia tài của cha mình. Amen. Amen. Nên con mắt thuộc linh chúng ta cần phải mở ra để chúng ta nhìn thấy được cái sự giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng ta, và chúng ta không tham tiền bạc giống như Giuđa Iscariot bán Chúa luôn. Câu 16 nói rằng là: nhưng anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối. Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có sự biến thiên nào nơi Ngài. Chính Ngài đã sinh ra chúng ta bởi lời chân thật, đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài. Ngài tạo, Ngài sáng tạo chúng ta là trái đầu mùa. Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài sinh ra chúng ta
bởi lời chân thật đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một trái cầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo. Amen. Chúng ta là trở thành con của Ngài, là trái cầu mùa, cái muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo, để rồi cái trái cầu mùa đó sẽ là gương mẫu cho chứ sao. Amen. Bởi vậy thì Ngài nói rằng anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối, tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng đáng ban xuống. Chúng ta nhớ lại Ephesians 1:3 mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi phước lành từ các nơi trên trời. Amen. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mọi phước lành từ các nơi trên trời sẽ đổ xuống cho đời sống của chúng ta. Cửa sổ từ trời sẽ mở ra đổ xuống trên chúng ta. Và ở đây nói rằng là tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đến từ trên cao. Amen. Từ Cha sáng đáng mà đến. Amen. Thì như vậy tất cả những gì chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời là từ trên cao, từ Cha sáng láng mà đến. Amen. Chứ không phải từ thế gian này. Amen. Tâm linh này chúng ta cần phải được mở ra để nhìn thấy mọi phước lành từ các nơi trên trời sẽ đổ xuống trên đời sống chúng ta. Các ân tứ toàn hảo, các ân huệ của Chúa có nghĩa là đầy đủ cho chúng ta, từ các nơi trên trời sẽ đổ xuống. Amen. Và nếu chúng ta không mở mắt thuộc linh để thấy phước lành từ các nơi trên trời thì chúng ta chắc chắn theo xác thịt thì chúng ta sẽ tìm kiếm những gì ở dưới đất, đúng không ạ? Chúng ta phải làm mới có mà ăn. Chúa nói là khi vâng lời Chúa thì gieo ít mà các người gặt nhiều, đúng không? Các người đứng đàng đầu không đứng đàng đuôi, có người ở trên cao luôn luôn không ở dưới thấp. Tại sao những người kính sợ Đức Chúa Trời thì họ lại là những người giàu có, họ là những người đầy giải nhiều lắm? Hậu thánh nào kính sợ Đức Chúa Trời, hậu thánh nào bước theo thánh linh của Đức Chúa Trời, hậu thánh đó rất giàu có và đầy trải quyền năng. Bởi vì ân huệ thứ trên trời đổ xuống, các ân tứ cũng từ trên trời đổ xuống và từ nơi Cha sáng láng mà đến. Amen. Không phải từ dưới đất. Bởi quyền năng của thánh linh của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ khiến cho tất cả mọi điều ước ao của chúng ta sẽ được thành tựu. Và Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giàu có và thịnh vượng, và chúng ta là người quản gia cho Đức Chúa Trời. Amen. Là người quản gia cho Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn nhớ Luca 16 đúng không? Luca 16 có một quản gia đắp lương, có một cái quản gia tham tiền, và xài tiền của ông chủ rồi trước khi bị đuổi rồi tính toán ra để mà lấy một số tiền nữa để về để có xài tiếp tục nữa. Và đó là quản gia bất lương bị ném ra ngoài, rồi không đó là kiến răng đó. Nhưng mà Chúa nói rằng là cái khắc phục để mà cứu cái đời sống sai trật của mình, đời sống bất chính trong tiền bạc của mình, đó là hãy đem của cải bất nghĩa của các ngươi làm gì? Mà kết bạc. Amen. Để khi của ấy hết đi, để họ hãy rước các ngươi vào nước đời đời. Amen. Tức là cái của cải bất nghĩa đó, cái của cải không công chính đó đã đem vào nhà của chúng ta. Có một phương cách là đem phát cho người khác, cho người nghèo khổ, cho người mình đã làm hại, giống như Sa-chê vậy. Amen. Sa-chê đem tiền ra phát cho người khác, cho những người nghèo khổ, những người mà ông làm hại thì ông đến cho cố lập. Đúng không? Và ông có một cái đời sống bình an vui thỏa, và bây giờ rất là nhiều bạn bè, phải không? Bây giờ ông là một người tốt rồi, thay đổi và rất là nhiều bạn bè. Và cảm ơn Chúa, một đời sống bây giờ tiền bạc là nó nửa gia tài, hơn nửa gia tài rồi. Và ông nói rằng là ông đem nửa gia tài chia cho cái nghèo, rồi còn hại ai thì ông tìm gấp tư, thì có thể nó mất 3/4 về tài sản của ông rồi. Nhưng mà bây giờ ông rất hạnh phúc. Amen. Ông được cứu rỗi, ông có Chúa Giê-xu, ông có thiên đàng, và trở thành những người bước vào trong thiên đàng hưởng tất cả những gì thuộc về thiên. Nếu có của cải mà chúng ta không được vào thiên đàng thì sao? Nếu có người có cả thiên hạ mà mất linh hồn thì ích gì? Amen. Nên chúng ta cần phải biết được rằng là hãy giữ vững cái sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta là người quản gia của Đức Chúa Trời, quản lý tài sản của Đức Chúa Trời, như là Đức Chúa Trời đã ban cho một cái quyền đầu tiên của Adam, đó là quản trị muôn loài vạn vật, quản trị địa cầu, quản trị thế giới. Chúng ta là quản trị có nghĩa là quản lý tài sản của Đức Chúa Trời, chứ không phải là đạo chủ.
Amen. À, chúng ta đã được tự do rồi qua Chúa Thánh Giêsu, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là quản gia cho Đức Chúa Trời. Amen. Làm ông chủ, quản gia cho Đức Chúa Trời, chúng ta không có như quỷ vương, nó ban cho người ta làm ăn, nó xúi người ta làm bất chính đủ thứ, rất là nhiều tiền, nhưng mà rồi nó rút một cái là sạch hết tiền, bởi vì nô lệ không có quyền giữ tiền, chỉ có chủ mới có quyền mà thôi. Amen. Nhưng mà đối với Chúa của chúng ta, ban chúng ta sự tự do làm chủ, Chúa ban cho chúng ta quản lý tài sản, thì chúng ta hãy quản lý tài sản theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta nhớ tiền cần phải có để mà chúng ta sống, nhưng mà tiền nó đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta cố gắng theo sức riêng của mình và chúng ta làm những việc bất chính để trở thành những con người giàu có. Đừng bao giờ làm điều đó. Amen. Amen. Hãy chờ đợi Chúa. Chúng ta cứ làm công việc của chúng ta và chờ đợi Chúa, và Đức Chúa Trời của chúng ta trở thành là Đức Chúa Trời rất nhiều phép lạ cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng nhớ Gia-cốp 7 năm làm thuê cho La-ban có một người vợ, sau đó làm thêm 7 năm nữa được người vợ thứ hai, là 14 năm chưa có tài sản gì cả, chỉ có hai bà vợ thôi. Nhưng mà còn 6 năm sau, ông nói là thiên sứ của Chúa mặc khải cho ông con chiên, có sọc, có ràng, có đốt, phải không ạ? Mà bắt đầu thì ông đòi đi về, thì La-ban nói rằng là con ở lại đây, con cứ ở lại đây, ta sẽ tăng lương cho con. Thì cơ hội này ông nói rằng là cậu khỏi cần tăng lương, có nghĩa là con với cậu hợp đồng, bây giờ chiên sinh ra có sọc, có ràng, có đốt là chiên của con, còn chiên cắt là chiên của cậu. Và La-ban giơ tay lên cảm ơn Chúa liền. Thằng này nó cùng rồi, thằng này coi như là 14 năm chắc là nó tâm trí nó hơi lộn xộn rồi, tốt rồi, bởi vì chiên trắng không thì nó không thể đẻ ra chiên có sập có rành có đốm, chiên có rành có đốm đi lùa hết đi chỗ khác rồi, còn đẻ cho ông chiên trắng làm sao có thể sinh ra chiên có sập có rành có đốm được. Nhưng mà hợp đồng chiên có sập có rành có đốm là của Gia-cốp, còn chiên trắng là của La-ban. Và ông lấy nhành bạch dương bộ đồ, ông bóc vỏ ra cái trắng đen, ông để ngay cái máng nước nó uống, chiên nó uống xong nó cấu hiệp với nhau, cái bắt đầu nó sinh ra bò, nó sập ra cái đó. Mà ông chơi toan là mấy cái chiên mập, cái mập chiên tốt không à, mà sinh ra một bầy. Chỉ có 6 năm sau mà chúng ta thấy được rằng là Gia-cốp đã giàu kết sổ luôn. Và tôi nói rằng là chăn thuê vẫn giàu chứ thôi. Amen. Bởi vì đó Đức Chúa Trời cải thiện. Amen. 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 Chúng ta cần phải hướng về Chúa. Tôi muốn nói rằng là tất cả chúng ta phải hướng về Chúa, trong hướng về liền. Amen. Có Chúa là có tiền, có Chúa là có sự giàu có Chúa có sự cứu rỗi. Ngay đời này Chúa nói cho nhận cái tâm lành hơn và cả sự bất mới để đời sau hướng sự sống đời đời nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ hai đó là tình. Tình đó thì nó gắn bó trong đời sống chúng ta. Chúng ta có tình cảm, chúng ta có thể yêu thương người khác, chúng ta yêu Chúa, yêu gia đình, yêu, và cái tình yêu của chúng ta có thể ban cho rất là nhiều người. Và nếu chúng ta không hiểu biết những loại tình yêu để chúng ta có thể ban cho người khác, yêu người khác, yêu Chúa như thế nào, yêu người khác như thế nào, yêu cha mẹ như thế nào, yêu vợ, yêu chồng như thế nào, yêu con cái như thế nào, yêu bạn bè như thế nào, nếu chúng ta không biết rõ thì chúng ta dễ dàng nhầm lẫn và rất là nguy hiểm. Ai cũng yêu hết, trở thành được gọi là, ta gọi là đạp tình. Người ta gọi là, mấy người đàn ông gọi là đào hoa, tức là đào lỗ rồi chôn luôn, chứ không phải hoa vậy. Nhưng mà cũng đào hoa thật, bởi vì thấy, tôi thấy bây giờ mấy cái mộ, mấy cái quan tài chôn xuống dưới, người ta ném hoa rất là nhiều vào trong quan tài, đúng là đào hoa luôn. Chúng ta có những con người rất đặc biệt, rất nổi tiếng, vẫn bị sa ngã trong tình cảm, đúng không ạ? Chúng ta nhớ ai không? Samson. Amen. Một người hung ánh, một người quan xét của dân Israel, rất là mạnh mẽ, rất là quyền á, nhưng mà phải sa ngã trước một, đó là trước một người nữ.
một con người rất là mạnh mẽ, nhưng mà phải gối đầu trên đùi của Davila đồng nghĩa cảm động, đau xót, chỉ nhục vô cùng. Chúng ta có muốn giống như Samson không? Chắc là không được, các đàn ông chắc là không, đúng không? Đây là cái gương mà cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta dính vào cái việc tình cảm, tình yêu sai trật đó và bị gọi là hệ lụy mà sang ngã thì trở nên sỉ nhục và mất đi cái chức vụ của mình, mất đi chức vụ, mất tất cả mọi sự, và thật là kinh khủng. Một David vô cùng tuyệt vời, một vị vua được sức giàu rất là tuyệt vời, đánh đầu thắng đó trong những ngày gian khổ, trong những ngày bị sau lơ được tuổi và rất là gian khổ, được huấn luyện rất là nhiều. Nhưng mà khi đã đất nước đã bình yên, đất nước nhiều quốc gia cũng rất là sợ David. Một ngày không ra trận thì đã nhìn thấy Bathsheba và ông đã phạm tội ngoại tình và phạm tội giết người. Thật là kinh khủng, chúng ta nhìn thấy và chúng ta thấy thật là kinh khủng. Quan sát cũng sa ngã mà vua cũng sa ngã như thế. Sa-la-môn cũng vậy mà vị vua rất là khôn ngoan, nhưng mà cuối cùng cũng sa ngã bởi những phạm tội, sa ngã bởi tình cảm của mình. Đó, 300 hoàng hậu, 700 quốc phi, có nghĩa là cái lòng mà tham lam, tấm lòng tham lam đó có nghĩa là không có thỏa mãn một vài người, không có thỏa mãn hàng ngàn người mà thỏa mãn. Và đó là điều mà chúng ta thấy được một vị vua đầy dẫn sự khôn ngoan vẫn xa ngã như thường. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Thế giới ngày hôm nay chúng ta biết được trong Khải Huyền mẫu 17 nói về con đại dân phụ, đó là đại kỹ nữ, trên trán nó có cái gì chúng ta nhớ không? Sự màu nhiệm, ba cái lô lớn, mạng của các kỹ nữ và ô uế của thiên nhiên. Trên trán nó hay là trong người của nó mang những cái danh hiệu này, và nó lộ ra rất là rõ ràng cho mọi người thấy, tức là sự màu nhiệm có nghĩa là nó quá cao siêu mà con người không có tới được, nó vượt qua trí hiểu của con người, nó quá cao siêu. Một vị vua cứ nghĩ rằng ta có quyền, ta có thể có nhiều vợ, ta có quyền có thể lấy vợ người khác, nên chúng ta thấy được rằng họ cứ nghĩ là họ thôi. Nhưng mà tất cả các vị vua của cả thế giới và mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi nước đều phạm tội tà dâm với nó, đều phạm tội tà dâm với nó dưới quyền lãnh đạo, bởi vì nó là một cái sự mầu nhiệm quá cao siêu, nên con người không hiểu nổi, chỉ nghĩ rằng là mình sai, mình có quyền, mình có thể phạm tội, nhưng mà dưới quyền của lãnh đạo của con đại kỹ nữ. Và ở dưới đó là Babylon lớn, có nghĩa là nói về một cái thần, và Babylon nói lên cái sự kiêu ngạo, nó lên cái dục vọng của con người. Bởi vì chúng ta thấy được khi mà Babylon sụp đổ rồi thì các thương gia không còn buôn bán được nữa, các thương gia phải khóc lóc bởi vì không trao đổi gì hết. Như vậy cái Babylon này là nơi mà gọi là dục vọng, để có thể các thương gia, các nhà buôn, các công ty xí nghiệp họ có thể mở ra, họ sản xuất những cái thứ để cho Babylon, đáp ứng cho Babylon, có nghĩa là đáp ứng cho tiêu dùng. Ở trong đó đoạn 18 cũng có nói về những linh hồn của người ta, nó buôn bán cả linh hồn của người ta. Ngày hôm nay người ta muốn kiếm tiền, mà ta cũng có tiền thì người ta làm gì? Buôn bán thân luôn, để làm gì? Để lấy tiền mà đáp ứng cho tiêu dùng của mình. Đó là Babylon. Và chỉ có một điều vô cùng quan trọng ở đây, Chúa nói rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon.
để khỏi bị hình phạt với nó, để khỏi bị phán xét với nó. Có nghĩa là chỉ có hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh sống với Đức Thánh Linh, theo chiều Đức Thánh Linh thì chúng ta mới có thể ra khỏi Babylon. Còn nếu hội thánh sống trong xác thịt thì cũng đều ở dưới quyền của con đại kỳ đó. Nên hội thánh của Chúa chúng ta không theo chiều Đức của xác thịt, nhưng mà phải theo chiều Đức thuộc linh. Amen. Chúng ta không nhúng vào, chúng ta không phạm vào những cái lỗi lầm như các người trước đã đi. Nói chung thì chúng ta thấy rằng trong thời cựu ước nó khác. Có nghĩa là cái thời cựu ước là họ sống trong xác thịt và họ chưa được tái sanh. Họ chưa được tái sanh dù họ là dân tộc của Chúa, Chúa chọn lựa, nhưng mà ai nấy đều sống trong xác thịt. Khi Thánh Linh hiện đến, khi Thánh Linh cảm động, rồi sau đó họ sống theo xác thịt mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lúc nào Ngài cảm động, lúc nào Ngài đến thì Ngài đến, khi họ kêu cầu Chúa thì Chúa đến. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được tái sinh và chúng ta đại diện Đức Thánh Linh, và Chúa Giêsu nói là Ngài ở luôn với chúng ta cho đến tận thế, và khi Thánh Linh đến Ngài ở với các ngươi đời đời, có nghĩa là Ngài ở luôn với chúng ta hoàn toàn khác. Nên chúng ta cần phải hiểu được rằng là tại sao Chúa dạy dỗ cho chúng ta rất gắt gao trong cái thời kỳ cao ước này. Bởi vì thời kỳ này là thời kỳ chúng ta được phục hồi lại tâm linh, chúng ta sống trong linh, chúng ta sống với Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong vương quốc của thiên đàng. Nên chúng ta rất cẩn thận về việc tình cảm của mình. Hãy giữ tình cảm của chúng ta, hãy để cho Thánh Linh lãnh đạo tình cảm của chúng ta, và chúng ta đừng để tình cảm mất kiểm soát. Chúng ta muốn tránh được cái tội tài dâm hay là ngoại tình thì chúng ta hãy học gương của Joseph. Amen. Phải học gương của Joseph. Đó nghĩa là vợ Potiphar cái năng nỉ ăn ngủ với em, ăn ngủ với em, ăn ngủ với em ngày nào cũng vậy, nhưng mà Joseph phải bỏ trốn. Amen. Bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông kính sợ Đức Chúa Trời phải bỏ trốn. Và điều này là cái điều mà chúng ta thấy là một cái gương quá tuyệt vời. Một chàng trai, một chàng trai nô lệ, nhưng mà biết giữ bản thân của mình trong sự thất kiếp, kính sợ Đức Chúa Trời và không chiều theo cái người chủ ấy. Đó là một cái vị rất là tuyệt vời. Một Daniel hay là ba bạn Hebrew quyết định là không thể nào thờ lại hình tượng của vua. Đây là cái sự tà dâm thuộc linh. Nếu mà thờ lại hình tượng, đó là tà dâm thuộc linh, thờ lại các hình tượng mà ngoại tình của Đức Chúa Trời. Nên họ quyết định không thờ hình tượng, dù vua có thể giết họ, dù Đức Chúa Trời không cứu họ thì họ cũng không bao giờ thờ lại hình tượng. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã ra tay cứu họ. Amen. Đó là những cái phép lạ tuyệt vời. Nên chúng ta cần phải thoát khỏi cạm bẫy tình dục bằng cách giống như Joseph, hay là cái cách giống như là Job 31. Chúng ta nhớ Job 31 câu 1 nói gì không? Tôi kết ước với mắt tôi là không nhìn vào người nữ độc trinh. Không nhìn vào người nữ độc trinh có nghĩa là nếu mà không nhìn thì cám dỗ nó tránh xa. Có nghĩa là không để cho mình có cơ hội gần gũi sự cám dỗ. Amen. Không để có cơ hội gần gũi sự cám dỗ thì cái sự cám dỗ nó tránh xa mình. Nếu mà chúng ta cứ gần gũi vào cái sự cám dỗ thì chúng ta sẽ bị cám dỗ nha. Bởi vậy thì chúng ta cần phải cái ước. Nếu chúng ta cái ước với mắt của chúng ta quyết định không nhìn vào người nữ độc trực, hay là không nhìn vào trai đẹp. Amen. Bởi vì không, như nhiều người nữ thấy trai đẹp thích lắm. Bởi vì không, bởi vì chúng ta có tình dục mà, chúng ta có tình cảm mà, chúng ta có thể người nữ có thể thích người nam có thích người nữ. Đó là sự thật và không thể chối cãi mà được. Nhưng mà có những cái làn ranh mà Chúa muốn những người thánh của Đức Chúa Trời thì không được bị ô uế. Đến nỗi mà Chúa nói là không được kết thời với những người không tin. Bởi vì Chúa Giêsu không thể sánh với quỷ vương, không để cái thiệp đền thờ của Đức Chúa Trời, không để cái thiệp với đền thờ của Satan được. Và người có Chúa và người có đạo thần thì không thể sống chung với nhau được. Nên chúng ta phải trở thành thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Không cho cơ hội gần với sự cám dỗ sẽ không có cơ hội bị cám dỗ. Amen. Nên chúng ta đã
bị cám dỗ rồi phải ăn năn với Chúa. Bởi vì chúng ta nhiều lúc chúng ta thấy là nó bình thường, nó rất là bình thường, nhưng mà không bình thường chút nào. Chúng ta nhìn vào những cái tấm gương đi, như là Samson, như là David, như là Salomon, và biết bao nhiêu con người phạm tội, gia đình của họ như thế nào, nó lộn xộn như thế nào. Và chúng ta cần phải thắng hơn cám dỗ của tình dục, tình cảm. Amen. Amen. Chúng ta phân biệt rõ ràng tình cảm mình với vợ, vợ với chồng, nó khác tình cảm mình với bạn bè, phải không? Tình cảm bạn bè nó khác tình cảm với vợ chồng. Và nếu chúng ta thoát khỏi, muốn thoát khỏi nữa là chúng ta hãy gắn bó với người phó mộ của mình, hãy giao tâm gắn bó với người phó mộ của mình, và chúng ta đừng để tâm trí, đừng để mắt nhìn người khác, đừng để tâm trí chúng ta lang thang và tìm người này tìm người kia. Và để mắt của chúng ta, cách bước của Chúa là không nhìn người nữ đồng tính, cái gì hắn nhìn trai đẹp thì chúng ta sẽ không nhìn vào trong cái mạng xã hội đen. Amen. Amen. Chúng ta dễ dàng bởi vì ngày hôm nay thì không có, chúng ta có thể không có phạm tội như là gọi là rõ ràng giữa người nam và người nữ ngoại tình, nhưng mà chúng ta có thể phạm tội trong mắt của chúng ta, trong hình ảnh chúng ta xem trong mạng xã hội dễ dàng, chỉ cần mở ra cái là nó nhảy lên liền, để dễ dàng phạm tội. Mà phạm tội thì chúng ta biết rằng là Chúa không nghe những người có tội đâu, chúng ta nhớ điều này, và chúng ta sẽ nhận cái hậu quả. Bởi vì xác thịt dẫn đến sự chết, thánh linh dẫn đến sự sống và bình an. Amen. Amen. Chắc chắn là chúng ta những gì, dù chúng ta là con cái Chúa, dù chúng ta là người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta nghĩ rằng âm điện của Chúa là chúng ta, phải không? Không có chuyện đó đâu. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, ai dè giống chi thì gặp giống ai. Đức Chúa Trời không khinh dễ. Chúng ta nhớ điều này, Chúa luôn luôn sửa dạy, và chúng ta đã có những cái hình phạt khi chúng ta đã sai phạm. Thứ ba đó là tiếng. Anh chị em thích tiếng tâm không? Thích không? Chúa Giê-xu dạy rằng là khi chúng ta làm việc công đức đó, thì đừng có thổi kèn, đừng có thông báo cho mọi người biết, mà đừng để tay trái cho tay phải biết nữa, đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà đó, các bạn chấp xác định của con người là làm cái gì đó có thể muốn cho người ta biết, phải không? Mà nếu người ta biết thì chúng đó là bọn nó đã được phần thưởng của mình rồi. Có nghĩa là phần thưởng của những người khen trên đất này, là trên trời không có phần thưởng gì hết. Chúng ta làm việc, chúng ta làm công đức, chúng ta bố thí, chúng ta dân thí, chúng ta làm chủ mọi thứ trong công nghiệp của Chúa, nhưng mà chúng ta không có một phần thưởng nào hết khi chúng ta về thiên đàng. Như có một người Hàn Quốc, ông kể lại đó, ông là một sư cũng rất là được ơn, và hậu thánh ông cũng rất là đông đảo. Ông làm rất là nhiều việc trong xã hội, nào là mồ côi quá bùa, nào là các nhà trẻ, rồi trong bệnh viện, rồi trong trường học, tức là ông giúp đỡ rất là nhiều. Ông làm việc rất nhiều và ông có nhiều cái bằng khen đầy nhà. Một ngày kia ông qua đời, cái bắt đầu ông thấy ông lên thiên đàng. Ông đi thế nào, ông bước vào trong thiên đàng thì ông thấy một cái nhà rất đẹp, một lâu đài để là một sư tiến sĩ mất đi. Ông nghĩ rằng là mình chắc cũng không thua gì ông tiến sĩ mất đi này. Chắc là cũng đẹp, bởi vì mình làm quá nhiều việc ở dưới thế gian này. Thôi, ông nói thiên sứ ơi, dẫn tôi đến cái nhà của tôi. Thì thiên sứ dẫn từ nhà này qua nhà kia, từ nhà đẹp rồi đến cái nhà bình thường, dần. Thấy không thấy nhà này đâu á. Ông nói, thiên sứ của nhà tôi đâu? Cái thiên sứ thì chỉ vô kia kìa, anh nhìn kỹ đi, vô kia kìa. Thì ông nhìn kỹ ra thì thấy cái nền không, nó có nhà gì đó. Không, tại sao mà tôi làm nhiều việc làm ở dưới thế gian này, mà tại sao mà nhà của tôi là như thế này? Ông nói, thiên sứ nói là rất tiếc, bởi vì anh gửi lên bao nhiêu chúng tôi xây bấy nhiêu, còn nhà ở dưới hết rồi, ông gửi lên trên không. Rồi cảm ơn Chúa, sau đó ông xin Chúa rằng là cho ông trở về để ông làm lại cuộc đời. Và ông đã sống lại trong ngày thứ ba, và ông đã làm lại, tức là làm chỉ Chúa biết mà thôi, cũng không cần ai biết cả, cứ làm và cứ làm điều đó. Bởi vì ông đã kinh nghiệm một thiên đàng, kinh nghiệm những người sẵn sàng
của những rất âm thầm phục vụ Đức Chúa Trời, không cần tiếng tâm gì cả, và họ rất giàu có tại thiên đàng. Nếu chúng ta có tất cả những gì tôi về dưới đất này, chúng ta không có cái thiên đàng đâu. Amen. Rất nhiều anh chị em làm việc thì tôi nói với anh chị em rằng là Chúa biết anh chị em. Amen. À, anh chị em làm công việc Chúa, Chúa nói là Chúa nói sao trong con thứ nhất là 15 câu 58 thôi. Công thánh bên trong Chúa không vô ích đâu. Amen. Ngài có cuốn sổ ghi chép hết, Ngài quay lại hết mọi điều, dù có người không để ý, có người không thấy, có cái mục sư không biết, có người không biết, nhưng mà Chúa là đã biết hết. Amen. Nếu chúng ta như vậy là chúng ta ra khỏi cạm bẫy của cái kiến tâm. Amen. Không cần. Nhiều người kiến tâm có quyền lực thì áp bức những người không có quyền lực. Nhiều người giàu có kiến tâm và giàu có danh giá, danh dự, rồi nào là rất là nhiều điều mà gọi là cái giá trị của mình nó lên cao đó, thì khinh thường những con người khác, khinh thường những người nghèo khổ, nhiều lúc đụng những người giàu hơn mình luôn mà cũng coi thường họ và nhận cái hậu quả thật là đau đớn. Thế giới này người ta cần kiến tâm, họ cần quyền lực. Những người có quyền lực, họ cần quyền lực và họ sử dụng quyền lực làm những cái việc. Đất nước của chúng ta cũng biết là nhiều người có quyền bây giờ cũng phải vào trong tù, nhiều người có tiền cũng vào trong tù. Đại gia, giá trị, quyền lực vào trong tù. Và chúng ta nhớ là chính tài phiệt của Mỹ giàu nhất thế giới, nhưng mà người thì vào tù, người thì đi ăn xin, người thì chết trong sự đói khổ rất là đau đớn. Tới 9 người như vậy, tiếng của họ rất lớn. Họ muốn có tiếng tâm, mà cái tiếng tâm nó lên cái sự kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo thì Chúa nói là Chúa chống trả kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho người khiêm nhường. Amen. Là Chúa chống trả kẻ kiêu ngạo. Nên là khi một người giàu có quyền lực thì trở nên kiêu ngạo, có người khác không ra gì cả, mà không có thể như là lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ để có thể bôi xóa những cái nợ nần cho người khác, dùng quyền lực áp bức người khác, mà phải nói là cho thuê nặng lãi mà lấy tiền của người khác không thương tiếc. Bây giờ chúng ta thấy từ trường học cho đến bệnh viện các nơi, vì tiếng, vì tiền, vì tình, vì đủ thứ, họ làm tất cả mọi thứ và không còn lương tâm. Những mầu thắng của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải giống Chúa của chúng ta. Amen. Giống như Chúa Giê-xu, gương của Chúa Giê-xu là đủ cho chúng ta rồi. Gương của Chúa Giê-xu là đủ rằng là chúng ta đã thoát ra khỏi tiền bạc, chúng ta thoát ra khỏi tình cảm, tình dục, chúng ta thoát ra khỏi tiếng tăm của đời này. Và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có cái phần thưởng đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành ra cho đời sống của chúng ta. Amen. Phải hiểu điều này. Con người rất là thích tiếng tăm. Con người xác thịt này khi người ta khen mình điều gì đó rất thích. Không ạ, rất thích. Mà có tiếng rồi thì nó trở thành những người kiêu ngạo. Có tiền rồi nó mới trở thành những người kiêu ngạo. Một người rất là bình thường, nghèo khổ, rất là tốt, đời sống rất là đạo đức, rất là tốt, khả mình khiêm nhường trước mặt mọi người. Nhưng mà tự nhiên bùng cái là có tiền rồi đó là con người không thể chế. Và cái người đó đấu khác các phần, đấu khác các phần. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta nhìn thấy những người trong hội thánh của chúng ta, cái này như là năm phút trong đây Phương là những người tiêu biểu đó. Những người hồi trước họ chẳng ra cái gì, và bây giờ thì họ trở thành mục sư, trở thành người lãnh đạo, và trở thành là những người có tiếng tăm, chứ không phải là những người mà muốn mình có tiếng, muốn mình được tôn trương, muốn mình được người khác tôn trọng, muốn người khác ngợi khen. Không phải là như vậy. Và đây cũng nói lên cái điều mà thế giới này người ta đang làm, người ta đang dạy cho những con người quyền lực, những người giàu có hơn người khác. Đùng một cái là cái người giàu có đã bị hạ xuống, cái người quyền lực đã bị hạ xuống, rồi có người kia thì được nhắc lên. Và đúng như là trong hội thánh của Chúa thì chúng ta thấy là những người rất là tệ nạn xã hội, bị dài đập, bị khinh chê, bị nhiều lúc là vợ chồng kia đều chán bỏ hết. Nhưng mà đùng một cái bây giờ có Chúa nổi, họ trở thành
những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Ô tuyệt vời quá các anh chị. Chúng ta là những con người đó. Amen. Là những con người kiểu không làm cái gì cả, bị dài đạp, bị khinh chê, bị mù lòa, bị nô lệ cho Satan. Bây giờ chúng ta là những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời, là những người trên quyền Satan và đuổi Satan, đuổi các quỷ ra khỏi những con người khác nữa. Amen. Và làm gì phép lạ lớn lao, thế là một cái địa vị vô cùng lớn lao rồi. Nên chúng ta hãy hạ xuống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chúng ta làm nhiều phép lạ. Chúa Giêsu chúng ta chết và cứu người khác. Chúa Giêsu chúng ta bị sỉ nhục, chịu gian khổ rất nhiều, nhưng mà Ngài luôn luôn hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự giá. Và Đức Chúa Trời đã đem dân Ngài lên rất cao và dân Ngài thiền hết mọi nhân. Amen. Nên chúng ta cứ hạ mình xuống, đừng để cho người khác khen mình. Đối với hội thánh có nhiều mục sư quá tốt, quá quyền. Hội thánh của Chúa bắt đầu thần tượng, nhiều người khác cắt hội thánh thần tượng, cuối cùng rồi Chúa cắt một sư đi để hết thần tượng. Đó là mình giết một sư của mình đó. Chúng ta nghe nha, đừng có thần tượng ai cả. Amen. Chúa là số một. Amen. Chúng ta tôn trọng người lãnh đạo, chúng ta yêu mấy người lãnh đạo, chúng ta cầu nguyện cầu thay, nhưng mà đừng có những cái tư tưởng mà khen một sư của mình, cũng nâng một sư của mình lên theo cái tư tưởng của ma quỷ thì rất nguy hiểm. Amen. Chúng ta cần phải cầu nguyện để tôi tới của Chúa, những người lãnh đạo họ khiêm nhường hạ mình giống Chúa Giêsu để được lâu dài. Amen. Để được sống lâu dài trường thọ đó. Amen. Và một điều nữa là tử rất là rượu, bốn chữ T. Rượu, rượu là cho người ta nhạo báng, đồ uống say là cho hỗn hợp. Trong ngôn 20 chúng ta nhớ không ạ? Và chúng ta thấy những con người có quyền lực như là Asiro, đại tiệc mừng chiến thắng của mình, mời tất cả quan cận thần đến rồi say say xỉn xỉn, rồi gọi vợ ra để vợ khinh thường ông ta. Bởi vì lý do sao? Bởi vì cái người uống rượu nó năng, nó không có ổn, nên là vợ không đến. Tức là vợ có thường là cái người uống rượu, phải vậy không? Chứ bình thường không uống rượu thì bà thì dám không đến đâu, vua gọi mà không đến. Nhưng mà bây giờ vua uống rượu rồi thì bà thấy nó rồi gia xỉn này mệt không, mà cuối cùng không đến. Mấy cái anh lè nhè sai lè nhè nói đủ thứ, say ra thì làm những cái việc mà nó không có đúng, nó không có thật sự là tốt. Và chúng ta nhớ một cái vị vua nữa là ai không? Bên sát xa đãi hàng ngàn cẩn thận của mình, rồi khi rượu vào rồi nó bắt đầu nhớ lại lấy tất cả những cái đồ của đền thờ của Đức Chúa Trời ra để mình uống và đãi các hoàng hậu cung phi, mọi người cùng uống chén của Đức Chúa Trời, đồ dùng mà Babylon đã lấy từ Jerusalem đem về đã bỏ trong kho trong đền, và bây giờ lại đem ra để uống rượu. Có một con người mà sử dụng mà đồ dùng của Đức Chúa Trời mà đem ra sử dụng, nên mà khi họ đem ra sử dụng thì thấy một bàn tay viết viết trên tủ, vua mặt mày tái xanh tinh khiết. Và sau đó thì cuối cùng các thuật sĩ không giải thích được, có thể phải mời Daniel, vì Daniel có linh thánh khí của Đức Chúa Trời ở trong người. Amen. Và Daniel giải thích cho vua, đó là cái điểm cuối cùng của vua rồi đấy, vì vua dám lấy đồ dụng cụ của Đức Chúa Trời trong đền thờ của Đức Chúa Trời ra mà uống rượu và đãi cho các hoàng hậu cung phi của mình. Vua đến cái giờ cuối rồi đó, và đêm đó thì vua đã bị giết. Chúng ta thấy không, rượu. Còn Herod thì sao? Vua Herod thì sao? Khi đã cài nga rồi cái là hứa cái con gái của Herod đó, nhãn múa đẹp quá, là hứa coi như nếu mà người nữ nước ta cũng cho nữa, hứa rồi. Bây giờ nó chạy về nó hỏi mày, nó mãi nó là xin cái đầu của dân Báp Tít cái đầu vậy mà ông rất là cái sợ Chúa, ông sợ Chúa, sợ dân Báp Tít lắm, bởi vì tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ lỡ hứa rồi thì bây giờ phải chặt cái đầu của dân Báp Tít đem bỏ đi mâm cho con gái con yêu đi. Chúng ta thấy không, Noe uống rượu say trầm trộn bạn chẳng có lúc đẹp gì cả. Amen.
chị em thấy những cái gương xấu này, anh chị em đừng có nói rằng tôi không sai như mấy người kia, tôi không xỉn như mấy người kia. Nhưng mà chúng ta nói rằng là nếu không cho nó cơ hội gần gũi với sự cám dỗ thì không có cơ hội bị cám dỗ. Amen. Bây giờ chúng ta không say nhưng mà chúng ta ngồi bên quán rượu, chúng ta ngồi với người uống rượu và chúng ta cầm những ly rượu lên, xem nó trong ly nó ửng hồng như thế nào, nhưng mà nó chất nhiều đắng lục, nó cắn, nó chất nhiều đắng lục đó, không có đơn giản đâu. Nên chúng ta cần phải chấm dứt rượu. Và cảm ơn Chúa thì chúng ta thấy ngày hôm nay bên giao thông, truyền thông rồi các nơi trong chính phủ của chúng ta thì luôn luôn chưa dám nói cấm rượu, nhưng mà thì ra đường là không được uống rượu, thì ra đường là không có được uống bia, mà nồng độ mà đo là phạt, bởi vì gây tai nạn quá nhiều và rượu nó làm cho sơ gan chết quá nhiều, ung thư chết nhiều, tai nạn nhiều, đó là do rượu. Và cả bao nhiêu tỷ, có 3-4 tỷ lít rượu trong một năm của Việt Nam của chúng ta, thật là kinh hoàng, thật là kinh hoàng, thì nó đổ vào rượu quá nhiều, nên đổ vào thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tránh xa đi. Amen. Hãy tránh xa rồi quyết tâm đi, đừng có vì nể mà con người khác, vì nể hàng xóm đáng gì, vì nể mà đám cưới chúng ta cứ đại. Nếu chúng ta không để cho rượu có cơ hội cám dỗ chúng ta thì hãy tránh nó đi. Amen. Hãy tránh nó, đừng có để cho nó gần với mình, nó gần thì chúng ta sẽ bị cám dỗ ngay, mà bị cám dỗ chúng ta vào thì chúng ta sẽ phạm tội với Chúa. Để chúng ta nó hứa miệng với Chúa, hãy hứa miệng với Chúa đi, có cái rượu chúng ta phải hãy hứa miệng với Chúa, con quyết định không uống rượu, từ khi tôi quyết định tôi không uống rượu, không say xỉn. Ngày xưa thì nghe nói cái máy hồ sơ hồi xưa đó, trước khi đứng lên tòa giảng nó uống chút cho nó ấm ấm cho nó lần lần lên để giảng cho nó bốc. Chưa hiểu mà. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều giáo phái vẫn uống rượu và họ không có cách đức về rượu, nhưng mà nhất là giáo phái ngũ tuần thì họ quyết định là chấm dứt rượu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta nhớ lại rất là nhiều cạm bẫy chúng ta cầm sao lắm, nhưng mà tôi muốn nói buổi sáng hôm nay là 4 cái cạm bẫy quan trọng và chúng ta cần phải bỏ đi, đó là tiền, là tình, tiếng, nữ. Amen. Bốn điều này chúng ta cần, bởi vì có nhiều người HIV, có nhiều người gọi là ma túy, bởi vì rượu dẫn họ đưa đến cái chỗ đó. Rượu nó dẫn họ đến nhiều cái sự trị lệnh, rượu dẫn họ đến cái sự tệ nạn xã hội, biết bao nhiêu người vì rượu và mất tất cả, bỏ tất cả và trở thành những người không ra gì giữa thế gian này và trở thành tệ nạn xã hội. Nếu không có Chúa cứu, chúng ta không thể ra khỏi. Chúa Giêsu tuyên bố rằng công bố kỷ nguyên thiên ân có nghĩa là hoàn toàn được tự do rồi, không còn nợ về tiền, không còn nô lệ về tình, không còn nô lệ cho tiếng tâm, cũng không còn nô lệ cho rượu nữa, tưởng nữa, ra khỏi hết môn rồi, tự do hoàn toàn rồi, là con của Đức Chúa Trời, sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời, là sống theo chiều cái thuộc linh chứ không theo xác thịt nữa. Amen. Thì hiện tại chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta hết lòng cầu nguyện, xin thánh linh của Chúa giúp đỡ đời sống và để chúng ta có thể làm một bài sống. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.